Sướng như fan Độ Mixi, được tận hẳn iPhone xịn lại còn được mời đến biệt phủ triệu đô để check-in. Chắc hẳn đây là cô gái mà tất cả anh em trong cộng đồng fan Độ Mixi đang tìm kiếm mấy ngày qua, bởi cô vừa trúng số độc đắc đến từ anh Độ Lươn rồi hiên ngang mang lên khoe trên mạng xã hội. Cụ thể, mới đây Độ Mixi đã thông báo quay số tặng fan một chiếc iPhone 12 Pro Max siêu xịn sò mà mình đang dùng vì lên đời iPhone 14 Pro Max. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng hưởng ứng nhiệt tình, rất mong người may mắn đó là mình. Cuối cùng kết quả là một chị gái xinh xắn đã trở thành chủ nhân mới của chiếc iPhone. Thậm chí, chị còn được mời về tận nhà, vào phòng stream của Độ để chụp hình check-in sống ảo. Và đương nhiên, người chụp những bức hình này không ai khác chính là anh Độ Lươn. Không biết cô gái may mắn có cơ hội được tặng thêm món đồ gì khi đến thăm nhà anh hay không. Cơ mà nhìn hình ảnh được leak ra ngoài với gương mặt tươi cười hạnh phúc, trên tay là món quà mà bao anh em mong chờ thì ai nấy cũng đều ghen tị và tiếc nuối. Chị trúng 12 rồi thì lại làm tiếp cái giveaway cho em đi, 6 Plus dạo này sóng đánh kém quá. Hôm sau chị lấy điện thoại đi, em chờ lấy mô hình đằng sau chị thôi. Đầu tiên là điện thoại, sau đấy là con mẹp và nhà hả anh ơi. Các bạn nghĩ sao về màn quay số trúng thưởng này? Có lần 1 thì ắt hẳn sẽ có lần 2, lần 3 phải không? Nhanh trí lót xếp hóng đồ tiếp theo tộc trưởng gửi tặng đến các fan là gì nhá. Và nhớ là để lại bình luận cho tôi biết cảm nhận của các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.